Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Gà Game đây. Hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng, đó chính là Hạ Hầu Đôn. Một vị tướng có giá là 700 tiền xanh và nó mới đang được giảm giá và đang được free nên mình chơi luôn. Con này trước đây mình cũng làm một clip về nó rồi. Và tầm này thì mình chơi cũng khá là muộn rồi. Sắp hết pin rồi. Và cho nên là chơi khá là muộn nên cũng chả còn ai chơi nên là gặp máy. Mình thường làm clip vào những cái giờ muộn muộn như này hoặc là gần muộn, nhưng mà vẫn gặp người, nhưng mà thi thoảng thì chúng ta vẫn sẽ gặp máy nên là mình vẫn sẽ dễ gặp clip như này. Mình lên chiêu 4 trước nha, và chúng ta sẽ đến với chiêu 2. Ôi là biến về rồi. Con này có cái chiêu 2 nó khá là đặc biệt. Ô anh Kimo, anh chết rồi. Cái chiêu 2 con này ý, anh em sẽ tạo ra một cái mắt gọi là mắt quỷ, và đối với quái rừng và lính nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, có nghĩa là nó sẽ vô dụng với quái rừng và lính. Và cái mắt này có thể anh em có thể dùng để soi tầm nhìn, nhưng mà nó sẽ không được lâu bằng cái mắt bình thường của anh em. Mắt quỷ này sẽ có mấy hình như là 5-6 thanh máu thì phải, và tướng địch sẽ phải đánh 6 lần thì mới ấy được chết cái mắt quỷ này. Rồi chiêu 2, chiêu 1, à chiêu 4, chiêu 1 chứ. Cái lỗ tại của mắt quỷ này ý, sau khi anh em trồng ra, trồng đây, anh em đặt cái mắt quỷ ý, đây, thì tướng địch ở trong cái vòng mắt quỷ này cứ mỗi 2 giây sẽ bị dính một cái lỗ tại mắt quỷ, gọi là một cái lỗ tại thù ghét. Tối đa là 5 đợt thù ghét. Ok chưa? Ồ, mình sẽ ulti ở đây trước này. Dập này, cắm mắt quỷ và tấn công, cứ tấn công thôi. Mỗi một lượt thù ghét. À chưa hết, à, mình nói hơi gì quá rồi. Ồ may quá, chưa chết này. Trong khi mà tướng địch đang ở trong cái vòng của cái mắt quỷ đấy, thì cứ 2 giây thì sẽ bị dính một lần mắt quỷ đúng không? Một tầng nội tại, một cái điểm thù ghét, tối đa 5 điểm thù ghét. Và tướng địch, mỗi khi mà tướng địch trong cái vòng mắt quỷ này, nếu tướng địch mà dùng chiêu thì tướng địch sẽ bị ăn sát thương, ăn sát thương phép, bị phản sát thương phép nhá. Và sát thương phép này nó không ảnh hưởng gì đến từ mất mạng à? Nó không ảnh hưởng đến từ cái lượng sát thương của tướng địch gây ra, mà nó ảnh hưởng từ cái lượng sát thương của anh em nhá. Vậy là tướng địch cứ mỗi 2 giây sẽ bị ăn một lượt, dính một đợt thù ghét, hoặc là nếu dùng chiêu sẽ bị phản đam và ăn một đợt thù ghét, tối đa 5 lần thù ghét. Và cứ càng nhiều tầng thù ghét thì cái đòn đánh thưởng của anh em sẽ được gây lên sát thương càng nhiều. À, hình như là mắc cái chiêu 2 đấy thì mỗi một đợt thù ghét sẽ tăng 35 sát thương ấy. Rồi ulti này, anh em thử nghĩ mà xem, 35 mà nhân 5 thì 3 x 5 thì đã là 15 rồi, là 150 sát thương rồi. 15 à 5 nhân 5 25 là 175 sát thương rồi anh em ạ. Tất nhiên thì anh em có thể là tăng cái lượng sát thương đến từ cái mắt quỷ này lên nhờ cái việc lên đam, nhưng mà nó không được ổn cho lắm đâu. Và càng nhiều mắt quỷ, đây chiêu 1 của chúng ta sẽ là lướt một đoạn, lướt đến một hướng chỉ định trong cái tầm sát thương đó và sẽ gây sát thương và sẽ làm chậm 30%. Và điểm mắt quỷ càng nhiều thì anh em sẽ được tăng cái khả năng làm chậm lên càng nhiều nhá. Rồi, vậy là nó phụ thuộc vào mắt quỷ rất là nhiều. Và à đâu, không phải là điểm mắt quỷ mà là, nói ra thì nó là điểm thù ghét, một tầng thù ghét. À cái chiêu 2, cái chiêu mắt quỷ của anh em nó còn có một cái nội tại nữa là, ngoài đứng ở trong tầm mắt quỷ ra và tấn công mắt quỷ và dùng chiêu bị dính một đợt thù ghét, thì nó còn có một cái bị động nữa, đó chính là khi mà tướng địch tấn công một người Hạ Hầu Đôn cũng sẽ bị ăn một đợt thù ghét. Đó, vậy là anh em có thể lên cho nó cái con này gọi là cái đồ phản đam cũng được. Còn chúng ta đến với cái chiêu 4. Đầu clip thì mình cũng có dùng cho anh em rồi. Anh em sẽ sau khi ấn chiêu 4 thì nó sẽ tạo ra một cái vòng vòng to dần. Ồ, thằng Kimo này. Nhưng mà nó chết rồi. À, đã chết nhỉ. Đây, sẽ tạo ra một vòng. Và khi mà kết thúc, khi mà đến một khoảng thời gian nhất định thì cái vòng đấy sẽ biến mất và sẽ gây ra một lượng sát thương. Anh em để vòng càng lâu thì cái lượng sát thương nó sẽ càng lớn và tầm tác dụng sẽ càng to. Đó.
Còn nếu mà tướng địch chạy xa quá, anh em có thể kích hoạt ấn vào cái chiêu 4 một lần nữa. Ui, ấn linh ta linh tinh nó lại đi lên cái chỗ con này này. Em có thể ấn một lần nữa và hút tướng địch quay trở về. Và sau khi mà cái chiêu 4 này gây sát thương ấy, nó sẽ khiêu khích toàn bộ những cái đơn vị lính và tướng ở trong cái tầm phạm vi này. Và vì nhà đấu với máy ở trong danh nên là máy cũng rất là ngu, anh em có thể là mình rất là dễ dàng quay clip ở trận này. Còn đối với cái ulti ấy, từ nói nốt, cái ulti này thì nó hơi bị xa lạ so với cái bộ combo của con này. Mình sẽ nói luôn về bộ combo của con này ấy. Thì anh em có thể, đầu tiên anh em có thể bật cái cắm cái mắt quỷ lên để cấu rỉa đối phương. Ui rồi, đợi chạy nhanh quá. Bật cái mắt quỷ lên thì đối phương khi mà dùng chiêu, đối phương sẽ bị dính sát thương mà, đúng không? Và đối phương sau 2 giây sẽ bị dính cái tầng mắt quỷ, gọi là cái nội tại thù ghét. Rồi sau khi bật mắt quỷ lên, tướng địch bị dính nội tại thù ghét rồi thì anh em có thể bật chiêu 1. Anh em có thể bật chiêu 4. Là cái chiêu mà tạo ra cái vòng vòng và gọi là cái chiêu khiêu khích tướng địch ý. Và lao chiêu 1 vào và kích hoạt chiêu 4 để hút tướng địch quay trở về hướng chúng ta. Cái chiêu khiêu khích ở đây. Rồi, sau khi kích hoạt thì tướng địch sẽ bắt buộc phải tấn công vào người của Hạ Hầu Đôn. Đó, sau khi mà có cái nội tại mắt quỷ rồi thì chiêu 1 dính vào tướng địch sẽ bị làm chậm lên rất là nhiều. Và có mắt quỷ, anh em đam tay của anh em rất là to. Ở trong cái thông tin tướng thì Hạ Hầu Đôn là một con tướng có cái chỉ số sát thương vật lý rất là lớn. Con này có thể lên đam nha, nhưng mà với cái bộ chiêu thức, với cái chiêu 4 là cái chiêu khiêu khích như thế này, là bắt buộc là anh em phải bị ăn đòn này thì lên đam rất là khó sống. Em có thể lên cho nó cái hướng lối trang bị, đó là chỉ một đồ đam thôi hoặc là hai đồ đam, và lên phun thủ cho mình rồi hút nó về này, và nó sẽ bắt buộc phải đuổi theo mình. Nhưng mà có vẻ không chơi rồi. Còn chúng ta đến với cái chiêu ulti của con này ấy. Đây, ấn một lần nữa chúng sẽ quay trở về tế đàn. Cái ulti con này nó có tầm xa là lửa cái map. Sau khi mà dùng ulti thì nó sẽ tạo ra một vòng ở hướng chỉ định và soi sáng cái chỗ đó. Kích hoạt một lần nữa thì anh em sẽ đáp đất xuống chỗ đó và gây sát thương chỗ đó. Cái chiêu thức của con này thì cái chiêu cuối của con này thì nó có thể gọi là giúp anh em, nó cũng như là một cái phiên bản yếu, một phiên bản cùi bắp hơn của cái teleport. Anh em trong thời gian không thể hồi được cái teleport thì có thể dùng cái chiêu cuối con này để biến về hoặc là lên thủ trụ rất là tốt. Và cái chiêu cuối của con này ý, nó ngoài cái công năng gọi là dịch chuyển và gây sát thương gây choáng thì nó còn có thể soi map cho chúng ta. Ví dụ tướng địch đang ăn tà thần, anh em có thể đặt cái ulti ra đó. Nhưng mà đừng ấn một lần nữa nha, ấn một lần nữa là anh em có thể lao vào cái chỗ đó, lao vào giữa cái con da ca đấy, là toang ấy, làm thằng dồn và đánh là toang ấy. Vậy tóm lại là cái chiêu cuối của con này nó có 3 công dụng. Một, đây như cái pha này mà ấn, anh em mà ấn nhầm vào cái ulti là toang đấy. Là anh em sẽ đáp đất vào cái tế đàn của đối phương. Mở đáp đất vào tế đàn đối phương thì chắc chắn là chết rồi. Tế đàn ở trong loạn chiến mobile này ấy, thì nó ấy hơn ở bên Liên Quân rất nhiều. Bên Liên Quân thì nó bắn một phát là một cục máu rất là to, nhưng mà bắn rất là chậm. Còn bên loạn chiến này nó bắn rất là nhanh luôn, đam vừa to vừa nhanh. Gần như lao vào tế đàn là chắc chắn là chết rồi. Rồi bật chiêu 4 ấy. Rồi hút nó về à. Sau khi mà hút nó về ấy, thì nó sẽ bị khiêu khích, nó sẽ không thể làm gì được ngoài việc quay trở lại đánh chúng ta. Quên không nói về cái chiêu cuối thì chiêu cuối có 3 công dụng. Công dụng thứ nhất chính là soi sáng, soi map, có thể dùng để soi tướng địch đang ăn da ca hay không, hay là ăn rồng, hay là soi hướng di chuyển của tướng địch. Và công dụng thứ hai đó chính là giúp chúng ta gọi là dịch chuyển đến trụ hoặc là dịch chuyển về tế đàn để hồi máu thay cho cái teleport. Teleport thì hồi rất là lâu, anh em biết rồi. Và công dụng thứ ba thì cũng là công dụng cuối cùng, đó là công dụng gây sát thương và gây choáng, khống chế đâu. Nhưng mà để mà gây choáng và gây sát thương thì rất là khó, bởi vì chiêu này nó dùng rất là thời gian, gọi là thời gian niệm nó rất là lâu.
tướng địch có thể là chạy đi mất đấy anh em ạ. Đây như cái quả này, đấy nó chạy mất rồi còn đâu. Đây là đấu với máy nhá, đấu trong danh nhưng mà đấu với máy, bởi vì là thiếu đi nhân lực, thiếu đi người chơi nên mình phải đấu như thế này. Và mình đã hoàn thành xong cái bố băng rồi. Và cái con này thì nó cực kỳ là tốn mana luôn. Nó rất là tốn mana luôn nên là mình phải lên cho nó cái giày hồi mana. Nếu mà mọi người lên cho nó cái giày khác ấy thì anh em sẽ không có mana cho nó đâu. À, không phải là tốn mana. Mà thực ra ấy, cái thanh mana của con này nó rất là ít mana luôn. Còn về chiêu thức thì nó không tốn mana đâu, cùng lắm là 100 mana thôi. Cái thanh mana của con này thì chắc là rơi vào tầm vài trăm mana thôi. Vậy nên là khi mà mình dùng cái giày mana nó, khi mà gần hết mana mình dùng cái giày mana ấy, nó hồi gần như đầy cái mana luôn. Đây có thể dùng chiếc cuối teleport lên đây để thủ đường hoặc là để chặn đường đối phương. Rồi hút nó về. Đó, chiêu 4 có khả năng khiêu khích rất là tốt. Con này thì bộ chiêu thức con này thì anh em thấy thì con này chỉ có đi sp thôi. Đi top thì cũng rất là khó chơi với những cái con tướng khủng, những cái con gọi là tướng đấu sĩ quá mạnh. Và cái mắt quỷ này thì nó không có tác dụng lên quái rừng nên là con này không thích hợp để đi rừng. Chỉ có đi sp là gì thôi. Rồi hút này. Mình đã lên xong cái giáp cối rồi. Anh có thể lên cái giày mana giống như mình. Và đến khi mà anh em full đồ ấy, không còn gì lên nữa thì có thể hướng cái giày mana lên cái giáp cối cho mình nha. Rất là lợi chứ. Cái ma chảo, con này là tướng vật lý mà, hoàn toàn có thể lên được cái ma chảo. Kimo rất là khỏe nhá. Con Kimo nếu mà có đồ rất là khỏe. Nó bắn rất là đau luôn. Về cái giai đoạn cuối trận thì Kimo nó bắn rất là đau luôn. Bởi vì là nó có cái nội tại kiểu là bắn 4 lần thì sẽ gây thêm sát thương ấy. Về cuối trận nó có đồ thì tất nhiên là đồ nó sẽ cộng vào cái nội tại nó bắn rất là đau. Tiếp theo lên phản đam. Cái chiêu 4 của con này là khiêu khích đối phương, bắt buộc đối phương phải tấn công vào người của Hạ Hầu Đôn. Nên cái phản đam chắc chắn rồi, nó sẽ tấn công vào người mình thì mình sẽ phản đam đối phương mà. Ôi thôi chết, mình còn chưa nhắc đến một công dụng nữa của cái chiêu 4. Cái chiêu 4 ngoài khiêu khích ra nó còn tăng cho anh em giáp nữa. Tăng giáp và giáp phép nha. Vậy lên con này nó, cái chiêu 4 sẽ giúp con Hạ Hầu Đôn này rất là trâu. Nếu mà anh em muốn nhiều đam thì anh em có thể lên cho con này cái chiêu, lên mắc cho mình cái chiêu 2 đầu tiên, chiêu mắt quỷ ấy. Càng nhiều điểm mắt quỷ thì sát thương sẽ càng nhiều. Còn anh em thích sự cơ động thì có thể lên mắc cái chiêu 1. Chiêu 1 sẽ được hồi nhanh hơn. Còn anh em thích sự giống chịu trâu, bò thì có thể lên mắc chiêu 4. Hoặc là thích sự cân bằng thì có thể là lên đều mỗi chiêu một lần. Rất là được chứ. Ui giời ơi, bật chiêu 4 này. Khiêu khích đối phương, đánh thường, chết rồi, một thằng chết rồi. Nhưng mà đông quá nhỉ. Nhưng mà mình vẫn sơi được nhau. Hút nó về. Cắm mắt quỷ lên, tấn công. Khá là khỏe nhưng mà rất là tốn mana. Cần phải có cái giày mana. Cái giai đoạn về cuối trận này rồi thì cái lượng mana không còn quan trọng nữa, bởi vì là về cuối trận thì mình có rất là nhiều mana. Ôi để em đi rồi kìa. Rồi phun đồ lên xong cái mắt quỷ, mắt trừ tà là phun đồ còn gì nữa. Ulti đây. Anh em có thể không ấn và ulti sẽ lại được hồi. Ulti có thể soi map rất là tốt. Con này một con tướng kiểm soát bản đồ rất là tốt nha. Con này theo nó chơi theo hướng là một con tướng gọi là đi survey chính hiệu rồi, kiểm soát bản đồ và có thể là thủ trụ rất là tốt nhờ cái khả năng di chuyển thay giống như là cái teleport đến từ chiêu cuối. Và nó còn có một con mắt thứ hai. Thay vì cái mắt kia thì nó có thể là giúp chúng ta thủ đường, gọi là soi bản đồ rất là tốt. Mắt chưa hồi thì có thể dùng để soi. Rồi hút vậy. Tấn công. Thôi. Và ok thì chắc là có lẽ thì cái video của mình đến đây cũng là chuẩn bị hết mất rồi. Và cũng nên là hẹn gặp lại mọi người những clip sau.
đừng quên cho mình xin một nút like để tạo động lực cho mình ra những video tiếp theo nha, và subscribe nha. Và trận này là rank nha, chứ không phải là đấu thường đâu. Nhưng mà chúng ta gặp máy hạn đặt 1 danh kim cương nha. Đây là danh kim cương nha. Và nó sẽ hiện ra những cái server người server khác. Ok, tạm biệt mọi người.